Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Cái Facebook Lệ Minh bị cái thằng Sơn Tài nó báo cáo, mấy thằng ba sọc lờ nó báo cáo. Cho nên tạm thời xài cái Facebook này. Xin gửi lời chào đến anh chị em. Mình đã về đến quê hương rồi tối. Ở đây là khu tập trung. Khu tập trung rất là tốt. Đây là khu tập trung của quân đội ở thành phố Đà Nẵng. Thì bữa nay là ngày bước sang ngày thứ nhất. Nói chung thì cái phục vụ rất là tận tình, niềm nở. Đấy, cho nên anh chị em các bạn thấy cái like này làm Lợi Minh đi nhá. Tạm thời anh chị em sẽ sử dụng cái like này. Nói chung thì cái cách ly chuyến này mình thấy thì đi mình thấy thì các bạn trẻ rất là nhiều, những du học sinh rất là nhiều, những người lớn tuổi cũng nhiều. Họ có cái nguyện vọng về là quê hương, là quê hương chào đón họ, và mọi người rất là háo hức và niềm nở. Ai cũng hân hoan được về với quê hương, mặc dù cái sự cách ly của chính phủ Việt Nam rất là chặt chẽ, nhưng mà ai cũng đồng lòng với nhau để bảo vệ cái sức khỏe chung của cộng đồng, rất là tốt anh chị các bạn. Nó thì mình like cái like này chắc là nhiều người không biết, thì ai tham gia thì chuyển lời là Lệ Minh bị khóa Facebook, cho nên tạm thời xài đỡ cái Facebook này. Nói chung thì không có gì mà chê được, về với quê hương thì tôi thấy rất là tuyệt vời. Mình quên lấy cái khẩu trang đeo vô cứ quên. Thì cái cách chống dịch của Việt Nam phải nói là cực kỳ tốt. Nó không phải giống như ở những cái như bên Mỹ, chị các bạn. Rất là tốt. Đây là cái phòng của mình. Mỗi phòng vậy 4 người. Hello Minh Tình, cái Facebook của anh Lệ Minh bị tụi nó báo cáo. Cho nên xài tạm cái Facebook này. Cái phút anh về thì tối. Có gì mình share ra để mọi người biết anh bị phá Facebook rồi nha. Nói chung là rất là tốt. Đà Nẵng khí hậu trời mưa nhiều mà rất là mát mẻ. Đây anh chị em các bạn thấy đây là những cái khu vực cách ly rất là tốt. Ăn uống thì nói chung là rất là ngon. Muốn ăn gì thì cũng có, những cái đồ ăn ở đây được các chú bộ đội phục vụ rất là tận tình, tình thương mến thương. Khi mà xong rồi các bạn thấy có các chú bộ đội, các chú em bộ đội này làm việc phục vụ bà con công dân rất là dễ thương, không có cái gì mà gọi là chê cả. Không phải giống như cái đám mà xuyên tạc đánh phá, các bạn thấy ai muốn ở khách sạn thì họ có họ được, họ tình nguyện họ ở khách sạn, còn ai không muốn thì đi vào tập trung. Mình cũng muốn đi vào chỗ tập trung để mình hiểu được cái cách ly như thế nào, như mình đã hứa để mình live stream với anh chị em, để anh chị em các bạn thấy ở Việt Nam về vấn đề cách ly và cái mô hình xã hội rất là tốt, rất là tuyệt vời. Ai cũng hài lòng, thấy có nhiều người họ thích ở cách ly tập trung như vậy, họ nói vui. Ở khách sạn thì nó buồn, thì người ta về đây đông hơn, mà giá cả nó lại bình dân nữa, tại vì sống tập thể mà. Đây. Ok Diệp, cái Facebook Lệ Minh của anh bị tụi nó báo cáo rồi. Là xui xẻo, mấy cái đám chống, mấy đám ba sạch nó báo cáo rồi.
nó báo cáo hôm qua về tới bên này, tối hôm qua định like cái nó báo cáo văn bị khóa rồi. Anh chị các bạn thấy vô người ta về á, đây là những cái khu của phụ nữ nha, khu của phụ nữ, khu của những người lớn tuổi, khu của những người trẻ, họ vui lắm. Chị các bạn thấy không? Có xin 10 đồng không? Chị các bạn thấy ai cách ly thì cũng rất là vui vẻ. Chào, chào chị. Thấy mọi người không? Người ta hớn hở trở về với quê hương. Đó. Hùng tiền nhau rồi mua cái này mua cái kia. Đó, thấy không? Nó mới về đây mà đã chuẩn bị để vui, chia tay nhau rồi. Để đặng bà làm tiệc. Dạ. Anh chị các bạn thấy không? Nó không phải giống như những cái gì mà người ta tuyên truyền, người ta nói xấu cái quê hương mình chị các bạn. Mà cái vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng nó là một cái sự ưu tiên hàng đầu nha anh chị các bạn. Và được mọi người hợp tác rất là chặt chẽ. Các bạn thấy rất là tuyệt vời đúng không? Ai cũng vui và hài hòa và cuộc sống hết. Đây, họ về được quê hương họ mừng, các bạn biết mừng, ai cũng mừng hết. Mấy đứa trẻ nó ở bên Mỹ nó đi học, đa số mấy đứa này du học sinh. Mấy đứa này là du đa số mấy đứa trẻ trẻ là du học sinh. Tụi nó là du học sinh, nó công ăn việc làm bên đó nó cũng bị gián đoạn. Cho nên tụi nó phải quay trở về với quê hương. Nó không có sự lựa chọn nào hết. Tại vì khi thằng Mỹ mà nó không còn cần nữa thì nó dắt chanh bỏ vỏ thôi. Trở về với quê hương vẫn là số 1, các bạn thấy đó. Đây là những cái khu vực của phụ nữ, những đứa trẻ là trình độ đó. Các bạn thấy không? Đó. Ai cũng vui hết trơn đó. Thấy chưa? Đó, cách ly nha. Rất là vui. Anh chị các bạn thấy không? Đấy. Ok, anh chị em các bạn cứ share những đèn của anh chị các bạn nha. Cho thông báo với mọi người giùm mình bị tụi nó phá Facebook. Bị nó báo cáo. Mấy thằng khốn kiếp. Chơi hèn. Nó chơi rất là hèn. Nó chửi mình mình nói là nó báo cáo. Bà mẹ cái đám khốn kiếp, cái đám đó. Anh chị các bạn coi nó quay cho đây nè, tại mình ăn rồi đấy. Đó, đây là giờ ăn phần cơm được phát rồi nè. Ngon chưa? Đây là mấy em sinh viên mà nha anh chị các bạn. Mấy em sinh viên học sinh đó. À, mấy em về là quê hương à. Mấy em hội nhập là cuộc sống. Rất là nhanh, rất là lẹ. Rất là vui nha. Không có phàn nàn nha. Coi nè. Ô. Em dở ra một cái rồi coi em. Coi nè. Ô. Màng ơi, dầm. Mình ăn một thao vậy rồi nha anh chị các bạn, mình ăn một thao luôn á. Mà mình còn muốn ăn nữa đó. Nó cho 2 kg cơm. Đó. Em live stream từ trại cách ly. Đó. À đang live chưa? Cứ đang live chưa? Đó, ngon chưa? Thế nào? Vui không? Nó giống như mình đi cắm trại vậy đó anh chị các bạn. Thấy không? Mấy đứa trẻ trẻ này dễ thương lắm. Ở trên này thì đa số là mấy đứa thanh niên trẻ. Đa số trên này là mấy đứa thanh niên trẻ không à. Không có đứa nào mà nó phàn nàn, trách móc gì chưa. Mà nó ngoan lắm nha anh chị các bạn. Đồ vali đồ về là khiêng lên phụ đồ. Rất là vui nha. Mấy em thanh niên nè. Đó, thấy không? Hả? Đó. Đó nè. Về
vui ghê không đó anh chị các bạn thấy đó. Rất là tốt, rất là tuyệt vời. Ở trên này là đa số là các em trẻ, thanh niên, sinh viên. Đó. Đây, đây nè. À, thấy thương kìa. Rồi nè. Tụi nó enjoy khủng khiếp luôn. Tụi nó rất là gọi là hưởng thức cái cuộc sống đó. À. Ok thôi mình lại tới đây nha. À, để chị các bạn thấy quê nhà, cái sự cách ly và cái cuộc sống mà những cái người con của đất mẹ ra đi giờ được trở về với quê hương. À, ai cũng rất là vui. À, riêng mình thì riêng lại mình thì là mình cảm thấy rất là tự hào. À, cảm ơn đất mẹ Việt Nam anh hùng đã cho mình được làm một người con của đất mẹ Việt Nam. Phải nói là vô cùng tự hào. Tự hào vô cùng. Thôi xin chào. Chào anh chị các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye. Hello. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến nha. Từ miền đất nước quê hương Việt Nam mến yêu. Mình tưởng đâu cái Facebook nó khóa rồi nhưng mà nó vẫn còn cho mình like. Mình tưởng đâu là nó không cho mình like. Mà, nhưng mà mình không có trả lời được. Thành ra anh chị em các bạn thông cảm nha. À, cảm ơn anh chị em các bạn theo ủng hộ lại mình cảm thấy rất là vui. Khi anh chị em các bạn ủng hộ thì nói chung thì lại mình chỉ góp tiếng nói của mình chia sẻ đến anh chị em để chúng ta tìm hiểu và mình cùng nhau bày tỏ cái lòng yêu quê hương đất nước cho nó tốt, nó không có bị sai lệch. Chơi trên này thì là một cái không gian mạng, 9 người thì 10 ý. Thì là mình sẽ like thêm một phần nữa để chị các bạn thấy vấn đề mà cách ly ở Việt Nam. Phải nói là những cái người Việt đi ở hải ngoại mà được nhà nước cho đi chuyến bay đặc biệt về đó, được chăm sóc rất là kỹ, thì các bạn thấy được thử Covid xong rồi mỗi ngày sẽ có những nhân viên y tế người ta đi, người ta lấy nhiệt độ mỗi ngày 2 lần để kiểm tra những cái người công dân về từ vùng dịch không có bị lây nhiễm. Các bạn thấy Việt Nam làm chống dịch phải nói là rất là hiệu quả, rất là tích cực. Phải nói mình về còn thấy ngỡ ngàng cái vấn đề mà chống dịch và những cái công dân về đó anh chị các bạn, người ta hợp tác rất là chặt chẽ. Anh chị em các bạn thấy bây giờ là chiếc chiều và sẽ có 2 nhân viên y tá đi kiểm sức khỏe. Có nhiều người về mệt ngủ miên man. Tại hồi tối này họ về trễ anh chị các bạn, họ về trễ quá cho nên cái giờ giấc nó chưa có cân bằng, nhiều người còn say ngủ. Tôi thấy thì gần nó rất là cuộc sống về vấn đề cách ly như thế này thì phải nói là nó quá hoàn hảo, không có cái gì gọi là nó quá sự bất công hay là đối xử tệ với những người mà cách ly cả. Mà tôi thấy một số truyền thông báo chí của những thành phần nó chống phá Việt Nam nó xuyên tạc, nó chụp hình nó du quan, nói là nhà nước Việt Nam đối đãi với những người mà cách ly không được chu đáo. Tôi thấy rất là tốt, ngay cả từ miếng ăn, miếng nước uống và vệ sinh, nói chung là trên cả tuyệt vời. Nước nôi đồ được cấp cả bằng chải đánh răng, giấy vệ sinh, rồi xà bông, rất nhiều những cái vật dụng để cho người ta sử dụng. Và những cái người mà nhân viên họ làm việc, anh chị các bạn biết những người bộ đội đây đó, họ làm việc họ cũng rất là nhã nhặn nha, chứ không có cọc cằn đâu, họ rất là nhã nhặn, từ tốn, khiêm tốn, của một tinh thần
người bộ đội cứu hộ, các bạn thấy hòa đồng với nhau chứ không có cái sự mà gọi là tranh cãi cái gì quá đáng cả. Ngay cả các em nhỏ, các em mà đi du học đó chị các bạn, tụi nó đi 3 năm nó về, tôi thấy nó cũng hòa đồng với cuộc sống lẹ ghê, chứ nó đâu có cái gì mà gọi là gây sự hay là gây lên những cái sự hoang mang trong vấn đề mà cách ly đâu. Đấy. Còn nếu mà anh không thích ở những cái khu tập trung như vậy thì anh chọn cái nơi gọi là khách sạn, như đó thì nó đầy đủ tiện nghi, nhưng mà anh phải trả tiền gấp 10 lần, gấp hơn 10 lần. Tại vì ở đây trả người ta lo ăn uống cho anh hết ngày ba cử, anh muốn ăn thêm thì có cái bảng giá như thế này đó, anh thấy không, có cái bảng giá như thế này đó, anh gọi căng tin người ta sẽ nấu cho anh ăn, người ta đem tới cho anh luôn, có những cái số điện thoại, những cái đồ ăn trái cây giá cả bao nhiêu cũng bình dân lắm, nấu sẵn rồi họ kêu người đem lại cho mình rất là tiện, cà phê trước uống mọi thứ nó không có cái gì tôi thấy gọi là nó quá bất tiện hay là đối xử với nhau nó không có sự không công bằng, nó rất là vui vẻ. Nhiều người mới tới mà họ cảm thấy thích thú và họ chuẩn bị mở làm tiệc cho cái ngày mà chờ sau ngày 14 ngày cách ly nữa. Các bạn thấy cái khu vực cách ly là phải giăng dây hết, tại nhiều khi nhiều người họ không biết, họ đi tùm lum sợ lỡ có bệnh dịch hay gì nó lây sao, người ta kỹ là kỹ lắm, anh chỉ đi trong cái đường dây này thôi anh không có được ra xa, anh là người cách ly anh ở bên này đó. Trong cái khu vực trong đây rộng rãi thoải mái, có chỗ ngồi chơi đi thể thao chạy nhảy trong cái khu vực này thôi rất là rộng, rồi có chỗ giặt đồ phơi quần áo, cái khu chỗ này khu quân đội này rất là lớn anh chị các bạn thấy. Còn những người mà họ chọn khách sạn á, ở hôm đó nó nhốt trong khách sạn tôi nghe kể vậy đó, nhốt trong khách sạn là cái ngồi ở trong nhà thì nó có được ngủ niệm im, chăn ấm, có tivi, máy lạnh, truyền hình, có wifi, ở đây em có nha, là người nào muốn xài internet phải tự đi mua 3G về xài, phải tự đi mua 3G về xài đó. Các bạn thấy bên đó là cái chỗ của những cái bộ đội ở đây, người ta chơi banh đồ hay là những người dân rồi đó, ta vô để chơi hay gì đó mình không gành lắm. Còn những người cách ly là không được bước qua cái cách giới ở trong đây, rất là rộng rãi và thoải mái, không có cái gì mà bất tiện cả. Còn ở khách sạn được cái này thì nó mất cái kia anh đâu có được đi thoải mái như vậy, anh phải trả 1.3 triệu một đêm, 1.3 triệu thì người ta cũng phục vụ đồ ăn ngày ba cử, còn ở đây thì nó cũng phục vụ ngày ăn ba cử như sớm tôi nói chị các bạn, đó là bữa phục vụ đầu, như tối hôm này đến trễ phia thì tụi này mua đồ ăn, ở đây nó có cái chỗ của mấy bộ đội họ nấu đồ ăn, chứ mình gọi số điện thoại họ nấu kia họ đem qua, tiện lắm, không có cái gì gọi là quá bất tiện hay thiếu thốn cả. Mà cái vui là các bạn, anh chị các bạn, tất cả những người mà họ về đó họ quý với nhau, giống như ở bên một cái vùng dịch á, bị bỏ rơi mà giờ về được đất mẹ, được ban tay ra, được cứu, được lo, được chăm sóc từ sức khỏe, có người lo cho mình sức khỏe mọi thứ hết, kiểm tra sức khỏe để cho mình đủ điều kiện hội nhập với lại cái cuộc sống xã hội của Việt Nam, người bên ngoài, để hòa nhập với cộng đồng, cùng chung nhau vui mừng đất nước. Các bạn thấy nhiều ông cũng ngồi cho mấy ông già nè đâu biết làm gì thì ngồi rồi
trò chuyện mấy bà đó, mấy cô đó, này là còn sinh viên không đó, các bạn thấy không? À, rất là giỏi nha, chứ không phải đừng đâu, mà đâu có ai mà gọi là phàn nàn. Hay là tôi thấy có mấy lần mấy tụi nó bài trò, mấy cái đám khốn nạn đó nó bài trò, mấy thằng mà chống cộng ở hải ngoại nó bài trò, nó giật dây, nó suối. Bởi vì nó suối rồi vô rồi quậy, rồi giống như vô chỗ tập trung mà đòi đòi giống như là làm cha làm mẹ người ta vậy. Gặp tôi ký đầu. Các bạn đấy, mà người ta chăm sóc, người ta lo cho mình vậy còn đòi gì nữa. Các bạn thấy không, rất rất là tốt, ai cũng vui vẻ. Nhiều người, nhất là mấy em thanh niên nha anh chị các bạn, hồi lúc về giờ về chỗ tập trung á, vali các bạn biết cả trăm cái, cả hơn cả trăm cái vali gì đó, rồi không cần biết của ai đó, nó súng nhau, nó khiêng giác phụ rồi giúp nhau. Mấy cái đứa trẻ trẻ nè, nó nhiệt tình ghê luôn á. Nó không có kiểu như đứng đó ngó những người phụ nữ hay những người già, những người khác khiêng bưng giác. Khi cái ông chỉ huy bộ đội kêu là mấy em thanh niên ra phụ khiêng vali rồi á, trời ơi, nó sốt sắng, nó ra nó làm rất là sốt sắng. Một lần nữa Lợi Minh like, nhưng mà Lợi Minh không trả lời được anh chị em các bạn nha. Anh chị em các bạn thông cảm. Thường thì cái tật của Lợi Minh khi like xong thì lúc nào cũng trả lời những cái anh chị em các bạn chào hỏi, nhưng mà mình bị nó phá cái phần đó rồi, chỉ like được thôi. Like mà không trả lời được, mà trong inbox thì trả lời được. Mấy thằng chống cộng nó báo cáo dữ quá, nó quất răng vô vách. Mỗi lần về mình cũng thú lắm. Các bạn thấy thôi, mình lại tới đây để cập nhật tin tức anh chị em các bạn thấy. Bye 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 bye. Oh,